Thì Thu rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả thân mến của kênh Sống Để Hạnh Phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn tin tưởng và chọn Sống Để Hạnh Phúc là nơi để chia sẻ những triết lý và kinh nghiệm trong cuộc sống. Quý vị thân mến, chân thành, thật thà, đối xử tốt với mọi người là những đức tính tốt đẹp và cần có ở mỗi người. Tuy nhiên, có những người, những việc mà ta không nên quá độ lượng, thậm chí là ích kỷ để mang lại hạnh phúc cho bản thân và tránh những hậu quả không đáng có. Ví như việc chúng ta muốn giúp đỡ người khác, chia sẻ với họ những khó khăn. Việc làm này rõ ràng xuất phát từ lòng tốt, nhưng không phải cái gì được nhờ cũng lao đầu vào giúp một cách mù quáng. Sống ở xã hội hiện đại này, chúng ta phải luôn học cách sàng lọc mọi thứ. Điều gì nên làm thì hãy hết sức làm. Điều gì nên ích kỷ thì cũng đừng để tâm trí lung lay. Đặc biệt có 3 việc này, chúng ta càng ích kỷ thì cuộc đời càng sung sướng. Mời quý vị cùng đón xem. Đừng quên ấn đăng ký theo dõi và chia sẻ video đến người thân của mình quý vị nhé. 3 việc ở đời càng ích kỷ, sống càng sướng. Thứ nhất, ích kỷ khi bị coi thường. Trong cuộc sống không thiếu những kẻ hợm hĩnh, mắt chó nhìn người thấp. Đối với họ, chỉ có tiền và địa vị là đáng nhắc tới. Còn những người có giá trị lợi dụng thấp không đáng để họ quan tâm. Cuộc đời này chính là như vậy. 9 người 10 ý, chúng ta không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người. Đối với những người coi thường chúng ta, không cần để ý, cũng không cần lãng phí cảm xúc buồn tủi hay bực bội làm gì, nên tận lực tránh xa họ, càng xa càng tốt. Bởi vì chúng ta có làm bất cứ việc gì đi nữa cũng không thể thay đổi lối suy nghĩ chủ quan của họ. Mà đã như vậy, chúng ta cũng không cần quá quan tâm, tử tế. Khi tiếp xúc và kết giao với mọi người, dùng mắt nhìn cho rõ, dùng tâm cảm nhận thật kỹ, xem ai thật sự xứng đáng là bạn, xứng đáng để kết giao. Thứ hai, ích kỷ khi bị nhờ vả thái quá. Trên đường đời, chúng ta có thể quen biết rất nhiều người, nhưng dù chúng ta có trải đời đến thế nào đi nữa, cũng không thể nhìn người chuẩn 100%, không thể biết rõ được ai chân thật, ai giả dối. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta được giáo dục phải biết giúp đỡ người khác, nhưng không phải cái gì được nhờ cũng lao đầu vào giúp một cách mù quáng là hay. Hầu hết mỗi người đều có thể tự mình đứng vững thông qua hàng ngàn thử thách khắc nghiệt của xã hội. Chúng ta không giúp, họ vẫn có thể tự mày mò ra cách khác để giải quyết. Chỉ có điều bước đường trông chênh hơn thôi. Gặp lời nhờ vả không hợp lý, hãy xem xét kỹ mối quan hệ có nhất định phải giúp hay không. Nếu họ là những người bạn thực sự xem trọng bạn, đối xử tốt với bạn, vậy hãy nói sự thật với họ, tin rằng họ nhất định có thể thông cảm cho bạn. Ngược lại, đối với những người có quan hệ không thân hoặc không tốt, cứ từ chối thẳng. Đây cũng là dịp quan trọng để bạn đánh giá lại cân nặng của bạn trong lòng họ. Nếu họ phàn nàn, trách móc bạn, chứng tỏ họ không phải là người bạn thực sự. Bởi nếu thật sự coi nhau là những người bạn không màng tới lợi ích, họ sẽ không chê trách và hiểu cho nỗi khổ tâm của bạn đang trải qua. Những người chuyên gia quen bạn chỉ vì mục đích vụ lợi, đạt được thì vui vẻ, không được thì oán trách, đều là bạn bè giả tạo. Còn bạn bè đúng nghĩa sẽ hiểu và thông cảm cho nhau. Nếu họ coi trọng bạn, họ nhất định sẽ không làm khó bạn hay khiến bạn xấu hổ. Thứ ba, ích kỷ khi bị hỏi vay tiền quá nhiều. Tiền là thứ duy nhất có thể khiến cho mọi người trên đời đều yêu thích và muốn có. Hơn thế nữa, tiền bạc không phải cứ muốn bao nhiêu là được bấy nhiêu. Tiền khi để kiếm được số tiền đó mà ta đã phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt, thời gian, công sức. Vậy nên, dù tốt bụng đến mấy, cũng đừng bao giờ cho vay tiền mà không suy nghĩ trước sau, không tính thiệt hơn. Mặt điều nhiều người sợ nhất cũng chính là nghe có người hỏi mượn tiền từ họ. Thông thường khi mượn tiền, mọi người đều là bạn bè, nhưng khi trả tiền, có thể cả hai đã biến thành kẻ thù mất rồi. Đời người lên voi xuống chó thất thường, dù là ai, giỏi giang hay may mắn, giàu có đến mức nào, nhất định sẽ có những lúc gặp khó khăn, cần tiền gấp.
Tôi có thể cho bạn mượn, đó là cách tình, chứ không phải tôi mắc nợ bạn. Bởi vì tiền bạc mỗi người đều do mồ hôi, công sức mà bản thân tự mình làm ra. Trên thực tế, những người thích mượn tiền mà có thói quen xài xong không trả thường có một đặc điểm, chính là họ chỉ muốn lợi dụng bạn, muốn chiếm lợi từ người khác nên mới không chủ động tìm bạn trả tiền. Người đàng hoàng tử tế, ngay khi hỏi mượn sẽ giao kèo, hẹn ngày trả lại. Người vay mà không muốn trả như vậy không được coi là bạn. Bạn bè thật sự sẽ giúp đỡ lẫn nhau mà không bao giờ làm việc tổn hại đến lợi ích của đối phương như thế. Nếu gặp phải người như vậy, chúng ta cứ tránh càng xa càng tốt. Quý vị thân mến, ích kỷ là một tính xấu của con người. Song có đôi lúc trong cuộc sống này, bạn phải ích kỷ một chút mới có thể sống tốt cuộc đời của mình. Từ trước đến nay, chúng ta vẫn luôn được dạy rằng phải yêu thương người khác, biết cho đi hơn là nhận lại. Nhưng trên thực tế, có một tình huống đòi hỏi con người ta phải đặt bản thân mình lên trước, chứ chẳng thể cứ hy sinh mãi vì kẻ khác. Có những khi ích kỷ không xấu như mọi người nghĩ, điển hình như những việc này. Thứ nhất, coi trọng bản thân và không dằn vặt chính mình về khuyết điểm. Ai cũng có những mặt tốt và khuyết điểm khác nhau. Chính điều đó làm nên bản sắc của mỗi người. Có thể một đồng nghiệp giỏi chuyên môn nhưng kém khoản ăn nói, hoặc ai đó giỏi giao tiếp nhưng ngoại hình hạn chế. Tuy nhiên, những kẻ xấu sẽ luôn cố bới móc nhược điểm của mỗi người để chế giễu, hạ bệ. Đáp trả lại, những người ích kỷ lành mạnh sẽ biết ngẩng cao đầu trước những lời mỉa móc và khiến cho kẻ xấu ngậm ngùi thua cuộc. Thứ hai, chấp nhận bản chất bên trong. Người ích kỷ lành mạnh đề cao tính bản sắc cá nhân. Dù bên trong họ là đứa trẻ khoác lên tấm áo trưởng thành, song điều ấy không hề đáng chê trách. Họ được quyền lựa chọn cách sống riêng để phù hợp và làm chính bản thân vui vẻ. Vậy là đủ. Thay vì phán xét, chị em hãy tôn trọng, coi nó là một bản sắc độc đáo. Thứ ba, sẵn sàng từ chối nếu bản thân không muốn. Chị em nhiều khi hay cả nể, người khác nhờ vả là đồng ý giúp ngay. Tuy nhiên, nếu không vạch ra ranh giới bản thân thì sớm muộn bạn cũng sẽ mệt mỏi và mối quan hệ ngày càng có chiều hướng đi xuống. Người ích kỷ lành mạnh biết cách nói không, sẵn sàng đánh đổi những mối quan hệ không xứng đáng để bản thân được vui vẻ, thanh thản. Thứ tư, không thấy ngại ngùng, xấu hổ về quan điểm bản thân. Đôi khi có những người yêu cầu chị em làm việc gì đó cho họ, thậm chí dùng lời lẽ để chúng ta cảm thấy không có đường lui. Nhưng hãy tự đặt ra câu hỏi, bạn có sẵn lòng dành thời gian để hao phí công sức vào những chuyện đó không? Nếu thật tâm chẳng muốn, hãy từ chối thẳng thừng. Người ích kỷ lành mạnh khác với những kẻ dại khờ, rõ nhất thể hiện ở điểm này. Thứ năm, không cố gắng để khiến cho mọi người yêu quý mình. Người ích kỷ lành mạnh sẽ hiểu rằng đối đáp lịch thiệp, tôn trọng là lối hành xử khôn ngoan nhất. Thay vì mải mê nịnh bợ, tâng bốc người khác, họ biết phát triển giá trị bản thân để bất cứ ai cũng phải kính nể. Đặc biệt với bậc cha mẹ, không nên truyền tư tưởng con cái phải ra sức khiến cho người khác hài lòng. Hãy dạy con cách tỏa sáng và đối đãi công bằng với mọi người xung quanh. Thứ sáu, sẵn sàng từ chối nếu bản thân không muốn. Chị em nhiều khi hay cả nể, người khác nhờ vả là đồng ý giúp ngay. Tuy nhiên, nếu không vạch ra ranh giới bản thân thì sớm muộn bạn cũng sẽ mệt mỏi và mối quan hệ ngày càng có chiều hướng đi xuống. Người ích kỷ lành mạnh biết cách nói không, sẵn sàng đánh đổi những mối quan hệ không xứng đáng để bản thân được vui vẻ, thanh thản. Thứ bảy, không bị lệ thuộc. Nếu bản thân bị lệ thuộc vào một ai đó, bạn sẽ luôn phải chạy theo những yêu cầu của họ nhằm đảm bảo lợi ích cá nhân. Chúng ta dường như luôn bị nằm trong một vòng quay, phụ thuộc hết lần này đến lần khác. Hãy nhớ, kể cả khi có chịu mất mát một chút, luôn cố gắng để không phải dựa dẫm một ai nhé. Thứ tám, không quan tâm đến chỉ trích, phán xét. Đừng cố hạ bệ những người đi theo lý tưởng ích kỷ lành mạnh. Suy cho cùng, họ vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm của mình. Đây có thể không phải là tính xấu,
thay vào đó hãy cởi mở, nhìn nhận vấn đề thoáng hơn thay vì chỉ trích, móc mỉa. Thứ 9, không bị phân tâm. Tất nhiên, một khi không bị ai làm phiền bởi những yêu cầu, đòi hỏi thì người theo chủ nghĩa ích kỷ lành mạnh sẽ tập trung hết mình vào mục tiêu bản thân. Đừng cố làm sao nhãng họ, vô ích thôi. Thay vào đó, hãy học tập cách họ làm việc và trau dồi kiến thức sống nhé. Cuộc đời bạn là của riêng bạn, đôi lúc cần phải ích kỷ và quan tâm đến bản thân, nhất là khi xét đến vấn đề bạn muốn trở thành người như thế nào trong cuộc đời mình. Vì đó là cuộc đời của bạn, chứ không phải của mẹ bạn, cha bạn hay chồng bạn. Nên không ai khác có thể có ý tưởng tốt hơn chính bạn về việc bạn nên trở thành người như thế nào và bạn muốn làm những gì. Nhiều người cho rằng bạn nên làm thế này, thế kia thì hay hơn. Nhưng liệu họ có gánh giúp bạn những hậu quả xảy ra do bạn làm theo gợi ý và chọn lựa của họ hay không? Chắc chắn là không. Bạn mới là người may nhờ rủi chịu. Vậy nên đừng ngại khi bản thân trở nên ích kỷ một chút.